Giữa cuộc đời hối hả, dừng lại một phút thôi, tâm bình an thanh thản, thấy hạnh phúc tức thời. Thích Tánh Tuệ. Gieo một suy nghĩ, bạn sẽ gặt được một hành động. Gieo một hành động, bạn sẽ gặt được một thói quen. Gieo một thói quen, bạn sẽ gặt được một nhân cách. Gieo một nhân cách, bạn sẽ gặt được một số phận. Bạn thân mến, mình sẽ gieo gì đây? Chọn gieo chánh niệm, gieo suy nghĩ chân chính. Gieo từ bi, gieo đức tin, gieo tinh tấn. Gieo tất cả những thiện pháp gì có thể gieo được. Trừ khi do nghiệp trói buộc, do phiền não, nhiễm ô nổi lên quá mạnh, tước mất quyền ấy thôi. Và tất cả chúng ta đều luôn luôn phải đơn thương độc mã mà chiến đấu với phiền não trong tâm mình. Vũ khí duy nhất chỉ là sự kiên nhẫn. Người đứng dậy cuối cùng mới thực sự là người chiến thắng. Đức Phật dạy rằng, vũ khí của kẻ cướp là sức mạnh, vũ khí của ông vua là quyền lực, vũ khí của đứa trẻ là tiếng khóc, vũ khí của người trí là kiến thức, còn vũ khí của người tu hành là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn với khát, nóng bức, với ruồi muỗi, với lời chê bai phỉ báng của thế gian. Kiên nhẫn với mọi thứ không theo ý mình. Và quan trọng nhất là kiên nhẫn với chính mình. Đưa tâm về với chánh niệm cả ngàn lần mỗi ngày. Kiên nhẫn với thời gian. Kiên nhẫn với ngay cả những phiền não và những trạng thái tâm bất thiện trong mình. Có những lúc chẳng thể làm được gì cả, ngoài việc kiên nhẫn ngồi chờ cho cơn bão đi qua. Và bão vẫn còn nhiều, còn dữ dội lắm bạn ạ. Với những người thiếu kiên nhẫn thì thời gian là kẻ thù, còn đối với người kiên nhẫn thì thời gian lại chính là đồng minh. Bạn đang rất cô đơn và bơ vơ, vậy thì hãy lấy thời gian làm bạn cho mình. Hãy kiên nhẫn, còn cả một cuộc đời trước mặt. Hành trình tâm linh là một hành trình đầy gian khổ và lâu dài. Càng chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì càng an toàn bấy nhiêu. Hạnh phúc không phải là trời yên biển lặng, mà là trải qua sóng gió nhưng vẫn đủ trầm tĩnh sáng suốt để chèo chống bình an. Không có sự bình an trong cuộc đời mà chỉ có sự bình an trong tâm hồn con. Đừng trách đời, trách người, cũng đừng tự trách mình. Điều quan trọng là thấy ra được chính mình dù trải qua bao nhiêu gian khó. Hạnh phúc không đến từ cuộc đời, không đến từ người khác. Hạnh phúc chỉ nảy nở trong con khi con biết sống trọn vẹn với chính mình, với những gì mình đang có. Cuộc đời là bài toán khó mà đáp số không tìm thấy trong đó, vì nó chỉ có trong lòng con. Thầy Viên Minh. Viết từ cuộc sống. Từ những hơi thở ngắn ngủi, từ những ràng buộc trong đời. Ung dung trong ràng buộc, đó là nghệ thuật sống hạnh phúc. Nhưng con có biết không, ung dung trong ràng buộc chính là biết mình đang bị ràng buộc đó con ạ. Vì nếu ung dung trong ràng buộc mà không biết mình bị ràng buộc thì tai hại biết bao, phải không con? Ví như một đứa con nít ung dung chơi trong ngôi nhà mục nát. Có biết đâu nó sắp bị đè bẹp một khi ngôi nhà sụp đổ. Biết mình bị ràng buộc và chấp nhận ràng buộc một cách can đảm để giác ngộ cho mình
và người, nên gọi là ung dung trong ràng buộc. Vì nếu muốn thoát ra ràng buộc để được tự do, đó là một ràng buộc lớn, phải không con? Chấp nhận ràng buộc vì biết rằng tất cả đều ràng buộc. Thoát ràng buộc này, rơi vào ràng buộc khác. Rốt cuộc không lẽ cứ chạy trốn hoài sao? Vậy tốt hơn, ta cứ thích ứng với ràng buộc, thấy rõ nó và ung dung trong nó. Nhưng con ạ, chúng ta có thể ung dung được là vì thực ra tự tánh của chúng ta vốn là trơn, vốn là ung dung giải thoát. Tự tánh của ta và vạn pháp vốn rất trong sáng, vắng lặng, hồn nhiên và dung thông tất cả. Nếu ai biết trở về với nguồn sống ấy, nơi mình, thì có thể hóa giải tất cả ràng buộc, tất cả khổ đau, tất cả nghịch cảnh và trả ta về với tự do tận mạch nguồn. Rồi ra, con sẽ thấy ràng buộc hay không ràng buộc đều do nơi một ảo tưởng nào đó của tâm mình. Tâm mình rỗng lặng thì tất cả ràng buộc cũng đều không. Con thương mến, con hãy tập nhìn ngắm và lắng nghe tất cả với tâm trầm lặng, hồn nhiên, cảm thông và trong sáng. Rồi cuộc đời sẽ ban cho con biết bao là tự do và hạnh phúc. Chính những ràng buộc cũng là tự do và hạnh phúc. Thầy chúc con hưởng được sự thanh bình thực sự trong suối nguồn của tự tâm con. Trích lược thư thầy trò 16, Hòa thượng Viên Minh.